Xin chào các bạn, rất vui lại được gặp các bạn trong video ngày hôm nay. Thưa các bạn, trên thế giới hiện nay đã và đang có rất nhiều cây cầu được xây dựng, từ cầu bắc qua sông, cầu vượt biển, cầu vượt, cầu trên cao, các loại cầu treo, cầu dây văng, từ cầu ngắn đến cầu dài, và có cả những cây cầu siêu dài. Đối với những cây cầu ngắn, việc xây dựng có vẻ là đơn giản hơn. Nhưng với những cây cầu lớn, dài, và đặc biệt là cao, thì việc lắp đặt dầm cầu là vô cùng phức tạp và gian nan. Với những cây cầu vừa dài, vừa cao, dầm cầu nặng cả ngàn tấn, thì việc lắp đặt chúng phải huy động những cỗ máy siêu khủng. Thông thường người ta sẽ có những siêu cần cầu, cẩu những dầm cầu lên, rồi thả xuống mố cầu, trụ cầu, và cố định lại. Tuy nhiên, việc làm này đòi hỏi mất nhiều thời gian, và phải huy động nhiều cần cầu cùng lúc. Nếu ở những khu vực có trụ cầu cao vài chục mét trở lên, hoặc địa hình phức tạp thì rất khó khăn, chưa kể quá trình lai dắt dầm cầu cũng không hề dễ dàng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những phương pháp thi công cầu hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh các bạn nhé! Các bạn thân mến, vào ngày 13 tháng 11 vừa qua, một cây cầu lớn trên tuyến đường sắt cao tốc vượt biển ở phía đông Trung Quốc đã được hợp long sau 3 năm xây dựng. Cầu vượt Vịnh Mây Du ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến có tổng chiều dài 14,7 km, trong đó có 10,8 km nằm trên biển. Cầu vượt biển Vịnh Mây Du là một phần của tuyến đường sắt cao tốc nối thủ phủ Phúc Châu với Hạ Môn và là tuyến đường sắt xuyên biển đầu tiên ở Trung Quốc. Dự kiến cây cầu bắt đầu đi vào hoạt động thương mại từ năm 2023. Với vận tốc thiết kế 350 km/h, tuyến đường sắt được kỳ vọng sẽ giúp cắt giảm thời gian di chuyển từ thủ phủ Phúc Châu đến các điểm du lịch ở Hạ Môn, Phúc Kiến xuống chỉ còn 1 giờ. Máy lắp đặt dầm Côn Luân do Trung Quốc phát triển đã tham gia vào quá trình xây dựng cầu. Với khối lượng lên tới 1.000 tấn, đây là cỗ máy lớn nhất thế giới thuộc loại này. Nó có khả năng vận chuyển và lắp đặt chính xác các dầm cầu dài 40,6 m và nặng hơn 1.000 tấn. Cỗ máy này cũng có thể di chuyển tự động trong đường hầm và tự điều chỉnh tuyến đường của nó thông qua các cảm biến hồng ngoại. Trong quá trình xây dựng cầu vượt biển Vịnh Mây Du, 6 cải tiến công nghệ do các kỹ sư thực hiện đã được xác định ở trình độ tiên tiến quốc tế. Chiếc máy nối nhịp cầu này có nhiệm vụ chính là di chuyển nhịp cầu đến vị trí giữa hai trụ cầu, sau đó thực hiện việc ghép nối đúng như vị trí trên bản thiết kế. Khi cỗ máy khổng lồ này chưa xuất hiện, quá trình này thường rất mất công sức để thực hiện bởi những chiếc cần cầu hạng nặng. Bánh xe của cỗ máy này được chia làm 4 tổ hợp, mỗi tổ hợp có thể xoay ngang 90 độ, giúp cả cỗ máy có thể di chuyển theo chiều ngang. Dàn bánh cũng có thể nâng lên hạ xuống nên vô cùng linh hoạt. Côn Luân có cơ cấu dàn trượt linh động nên dễ dàng di chuyển, trượt dầm cầu đến vị trí chuẩn xác và lắp đặt. Kể từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, chiếc máy đã nối nhịp cho hàng chục cây cầu khổng lồ ở Trung Quốc, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian rất nhiều. Với việc hỗ trợ của siêu cỗ máy, việc lắp đặt một nhịp cầu đã giảm xuống 3 lần so với phương pháp thông thường. Bên cạnh công việc lắp đặt dầm cầu, cỗ máy này còn kiêm luôn việc lai dắt dầm cầu vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Công nghệ xây dựng cầu theo phương pháp lắp ghép. Công nghệ thi công lắp ghép là công nghệ lắp ráp tại hiện trường các cấu kiện đã được chế tạo sẵn ở nhà máy thành các kết cấu chịu lực của một công trình. Sau khi các cấu kiện được vận chuyển đến công trường, người ta sử dụng mối nối thi công tại công trường để ghép nối chúng lại với nhau. Các cấu kiện bằng kim loại thì thường được ráp mối bằng mối liên kết hàn hay liên kết cơ khí khác như mối nối bu lông cường độ cao. Các cấu kiện bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép đúc sẵn thì liên kết bằng mối liên kết bê tông hay bê tông cốt thép có chất lượng tương đương với việc thi công bê tông toàn khối. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời kiểm soát chất lượng mối nối tốt hơn, trong nhiều dự án các đoạn dầm bê tông cốt thép lắp ghép được thiết kế mối nối âm dương và dùng keo dán kết hợp với thanh căng giữ ứng lực để liên kết các đốt dầm với nhau. Công nghệ thi công lắp ghép với nhiều ưu điểm như có thể tự động hóa sản xuất, quá trình kiểm soát chất lượng, kiểm soát hình học được thực hiện ngay tại nhà máy. Phương pháp thi công này ngày càng phổ biến trên thế giới và đã được áp dụng khá rộng rãi ở Việt Nam.
Giải pháp lắp ghép có thể áp dụng cho kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu thép. Giải pháp này ban đầu chủ yếu được áp dụng cho phần kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép, cầu dây phăng, dây võng, và đến nay người ta cũng đã áp dụng cho cả kết cấu móng công trình. Các bạn thân mến, chắc hẳn trong chúng ta mỗi lần đi qua những cây cầu đều tự hỏi, không biết người ta đã xây dựng nó như thế nào? Đặc biệt là với những cây cầu vượt biển hay những cây cầu bắc qua sông, quá trình xây dựng chúng càng là dấu hỏi chấm đối với chúng ta. Vậy các kỹ sư đã xây dựng những cây cầu đó như thế nào? Hãy cùng Hitech Amazing tìm hiểu trong phần tiếp theo của video này nhé! Đối với những cây cầu cạn thì việc thi công khá là dễ dàng. Đầu tiên là thi công lớp nền móng, rồi đến các trụ cầu để đỡ các cấu trúc bên trên cầu. Khi xây dựng cầu ở các khu vực nước sâu như cầu qua sông hoặc cầu vượt biển thì cần phải áp dụng một số phương pháp thi công đặc biệt. Đầu tiên, một vách ngăn tạm thời làm bằng các tấm ván được đóng vào đáy nước để tạo thành một đê bao kín nước. Sau đó nước bên trong đập này sẽ được bơm ra ngoài. Bây giờ công việc xây dựng cầu đã trở nên đơn giản hơn, các công nhân có thể xây dựng cầu như thể họ đang xây một chiếc cầu cạn vậy. Bây giờ bạn đã biết thêm một chút về cách những cây cầu được xây dựng, bạn có thể chiêm ngưỡng chúng nhiều hơn nữa. Xét cho cùng, tất cả các kỹ thuật xây dựng cầu đều là những kỳ công ấn tượng của khoa học công nghệ hiện đại. Trong phần tiếp theo của video, chúng ta hãy cùng xem quá trình tháo dỡ một cây cầu cũ và thay thế bằng một cây cầu mới. Đôi chút về lịch sử của cây cầu. Cây cầu này nằm ở thành phố Dublin, Cabra, Ireland. Cây cầu đã được đổi tên để vinh danh Liam Whelan, một ngôi sao bóng đá thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United. Liam Whelan đến từ Acheta, Cabra, nằm trong số 23 người thiệt mạng, bao gồm 7 cầu thủ khác của Manchester United, cũng như các nhân viên câu lạc bộ và nhà báo. Máy bay của đội gặp sự cố khi cất cánh tại Munich trên đường trở về từ một trận đấu tại Cúp C1 châu Âu vào ngày 6 tháng 2 năm 1958. Liam Whelan qua đời khi mới 22 tuổi. Anh ghi trung bình 2 bàn mỗi 3 trận cho Man United và ghi 33 bàn sau 53 trận ở mùa giải 1956-1957. Cây cầu này được xây dựng đã lâu và cũng đã xuống cấp rất nhiều. Chính vì vậy mà chính quyền thành phố đã quyết định dỡ bỏ nó để thay thế bằng một cây cầu mới vững chắc hơn, hiện đại hơn, cũng là để giao thông trong vùng được lưu thông tốt hơn. Với sự trợ giúp đắc lực của máy móc thì việc pha dỡ cây cầu cũng không mất quá nhiều thời gian. Với một cây cầu có chiều dài không quá dài như cây cầu này, các kỹ sư đã chọn phương án thi công cầu bằng cách sử dụng các khối bê tông đúc sẵn. Bê tông đúc sẵn là một loại sản phẩm hiện đại, được ứng dụng trong ngành xây dựng hiện nay. Ở các nước hiện đại và phát triển, cùng với quá trình công nghiệp hóa, thì phương pháp sử dụng bê tông đúc sẵn hay được ứng dụng phổ biến. Như các bạn có thể thấy, phương pháp thi công này đã tiết kiệm rất nhiều thời gian so với phương pháp truyền thống là đổ bê tông trực tiếp. Đối với xây dựng cầu và các cơ sở hạ tầng,
thì các kết cấu dầm của cầu thường đã được đúc sẵn bằng bê tông có cường độ cao giữ ứng lực, nền móng được gia cố bằng phương pháp cọc ống ly tâm giữ ứng lực đúc sẵn. Mỗi loại bê tông sẽ có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Trong phần này, chúng tôi sẽ phân tích và liệt kê cho bạn một số ưu điểm và nhược điểm của bê tông đúc sẵn nhé. Ưu điểm đầu tiên phải kể đến là tiết kiệm, có khả năng sử dụng các loại vật liệu có sẵn để tạo thành như cát, sỏi, đá, xi măng, phụ gia, nước và cốt thép. Đây toàn bộ là các vật liệu không khó tìm và có khả năng tiết kiệm cao. Thứ hai là khả năng chịu lực lớn hơn. So với gạch, đá, gỗ thì bê tông đúc sẵn có khả năng chịu lực tốt hơn. Nó có thể chịu đựng được các loại tải trọng rung động, kể cả tải trọng động đất. Ưu điểm thứ ba là độ bền lớn. Trong quá trình sử dụng bê tông đúc sẵn làm công trình bền lâu hơn, ít phải bảo dưỡng hơn so với các loại vật liệu khác.